Hello, xin chào tất cả các bạn quay lại channel Rider It On. Kamen Rider Zio, hay chính xác là Oma Zio, là Kamen Rider mạnh nhất được Toei xác nhận. Liệu phim này mạnh tới như thế nào? Chúng ta cùng bắt đầu ngay với clip của mình về Kamen Rider Oma Zio, Kamen Rider mạnh nhất thời đại Heisei. Bắt đầu clip nào. Phim tối thượng, sức mạnh mà được báo trước, anh sẽ nhận được Oma Zio, ma vương của toàn bộ thời không. Đầu tiên sẽ là hình dáng của Oma Zio. Màu chủ đạo của Oma Zio là màu bạc, vàng kim và màu đen. Gương mặt của Oma Zio chỉ có hai kim đồng hồ, không giống như Zio 2. Gương mặt cô ấy được đính những viên kim cương lấp lánh và đôi mắt màu đỏ. Phần trên của gương mặt có phần đồng hồ chỉ khoảng 12 giờ. Oma Zio có phần cổ áo với được đính những chiếc gai nhọn xung quanh. Phần vai của cô ấy cũng có hình những chiếc gai giống như phần những chiếc cánh màu bạc ở bên ngoài và những hoa văn họa tiết được làm vàng kim đen xen với nhau. Phần tai cũng không có gì đặc biệt. Những nơi gắn quách của Zio thì bây giờ được mạ vàng chứ không còn là màu bạc cơ bản. Chân Zio cũng tương tự, phần thân người, phần dây đồng hồ màu bạc và một phần dây đồng hồ màu vàng bắt chéo phần dây đồng hồ màu bạc. Cuối cùng là phần thắt lưng của Oma Zio thể hiện năm 2018. Phần thắt lưng này không còn có thể gắn quách được nữa mà nó được thay thế bằng hai cái đầu nhìn cho rất là giống hai cái đầu cá. Driver của Oma Zio là chúng ta liên tưởng những driver của Ginga, Kai hay là Wish, những chiếc driver được cải tiến lại từ driver của Zio. Nó không có những chức năng gắn quách driver gốc của Zio nữa. Đây cũng có thể là đẳng cấp hoàn toàn khác của Oma Zio bằng chiếc driver màu vàng. Đến cả Grand Zio vẫn sử dụng chiếc driver cơ bản. Đó là phần mặt trước. Vậy mặt sau của Oma Zio có gì đặc biệt? Đặc trưng là nấy có hai chiếc kim đồng hồ khá lớn, một chiếc kim phút, một chiếc kim giờ được quay ngược xuống với tông màu chủ đạo của chúng là màu bạc và có một đốm đỏ nằm ở giữa. Hai chiếc kim đồng hồ này nó giống như một chiếc áo choàng. Đây là một chi tiết thú vị về tạo hình của Oma Zio. Oma Zio là hiện thân tối thượng của Zio ở tương lai 2068. Sức mạnh của Oma Zio thể hiện khi mà anh ấy đối đầu với đội quân con người còn sót lại năm 2068. Và hơn thế nữa, đó chính là đội quân của Time Machine. Một tay Oma Zio có thể thổi bay tất cả mọi thứ mà không cần đụng vào chúng, ngưng động tất cả tên lửa mà phía loài người đã tấn công Oma Zio, đánh bại tất cả Time Machine mà không cần nhúng một ngón tay vào. Và hơn hết, sức mạnh vô cùng khủng khiếp của Oma Zio đó là làm ngưng động tất cả mọi thứ xung quanh và làm tan biến chúng vào trong hư vô. Tsukuyomi lúc này may mắn được chủ quân cách mạng đẩy vào khe nứt gần đó nên cô ấy mới có thể sống sót. Không, cô ấy cũng có thể tan biến trước sức mạnh hủy diệt của Oma Zio lúc này. DK đưa Zio đến lại năm 2068, nơi mà sức mạnh mạnh nhất của Zio thời điểm hiện tại đối đầu với lại Oma Zio. Đó chính là hình dạng DK Armor. Nói sơ về DK Armor, đây là chiếc quách được DK đưa cho Gay, đưa lại cho Zio. Khi mà Zio sử dụng sức mạnh của DK Armor thì nó thể hiện sức mạnh hết sức áp đảo. Oma Zio còn có thêm những sức mạnh mới, đó là triệu hồi được một thằng đệ màu vàng quay về quá khứ để giúp đỡ Zio, và mục đích của hắn là tiêu diệt mọi vật thể cản đường. Ta có thể triệu hồi con rồng của Ryuki và đưa Zio đến nơi gặp Oma Zio. Lúc này thì Zio do vẫn còn tin tưởng mình sẽ là vị vua tốt và ra tay đối đầu với lại Oma Zio, sử dụng 4Z quách bắn một chùm tên lửa vào Oma Zio ở trạng thái chưa tướng hình, cũng không làm trầy xước được Oma Zio. Một tay của Oma Zio có thể thổi bay Zio hình dạng cơ bản, bắt cậu phải chuyển hóa thành DK Armor, sử dụng tất cả những đòn final attack từ thanh hand saber tấn công Oma Zio. Oma Zio luôn đánh lại đòn tấn công của Zio nhưng với sức mạnh mạnh hơn gấp bội. Điều này thể hiện cho Zio biết rằng Oma Zio chính là cậu và sức mạnh của ông ta hiện tại ở một đẳng cấp khác. Đây là một lời khẳng định sức mạnh khiến cậu phải tâm phục khẩu phục và chấp nhận đây chính là bản thể của mình chứ không còn ai khác. DK Armor chưa bị đánh bại hoàn toàn thì Oma Zio ra một đòn từ hai chiếc kim đồng hồ phía sau lưng của mình, tạo ra một quả cầu thời gian nâng Zio lên và tạo một vụ nổ trong quả cầu đó khiến cho Zio bị trọng thương nặng và thoát khỏi trạng thái biến hình. Cuối cùng là sức mạnh của thời gian của Oma Zio. Những chiếc màn hình có thể nhìn thấy được ở quá khứ Gay đang bị tấn công đã tạo ra cánh cổng thời gian đưa Sogo và Tsukuyomi quay về quá khứ. Ngoài khả năng chiến đấu, Oma Zio còn có rất nhiều khả năng khác, bao gồm cả việc liên hệ với Color DN tạo được màn nhận thế giới,
kết nối với bản thân mình ở quá khứ là Tokiwa Sogo, thông báo với cậu về tình hình những chiếc Raiwatch và những thứ cậu còn thiếu để trở thành Omazeo trong tương lai. Và chuyện gì đến cũng phải đến, trận đại chiến khi Zio đã có được sức mạnh tưởng chừng như là mạnh nhất của mình, Grand Zio. Anh đã được Omazeo triệu hồi đến. Với bản tính bốc đồng lúc trẻ của bản thân, Grand Zio đã nhanh chóng lao vào tấn công Omazeo. Lúc này chúng ta càng thấy được sức mạnh của Omazeo, ngoại trừ lực đấm và lực đá cực kỳ mạnh. Tay của Omazeo còn khả năng triệu hồi đến những đòn tấn công những rider khác với những lá bài màu vàng kim giống như hình dạng King Form của Counterplay và tạo ra một cơn lốc với hai màu sắc là tím và xanh lá với biểu tượng của Counter Double tấn công hình dạng Grand Zio, triệu hồi đến Counter Kuga để đối đầu với Counter Bill. Và một điều đặc biệt nhất trong trận chiến lần đó là thao túng sức mạnh của Counter Drive, hướng sức mạnh mà Kay đã mang người quá khứ, không phải là sức mạnh Zio ở năm 2018 tìm được. Zio vẫn chưa hề có sức mạnh của Drive lúc đó. Đó cũng có thể chính là lý do mà Omazeo đã để cho Case mang chiếc Raiwatch của Drive đi mà không cần phải tìm lại, vì nó cỡ thời điểm nào ở với ai chăng nữa thì sức mạnh đó vẫn mãi mãi là sức mạnh của Omazeo. Đó là toàn bộ gì được thể hiện bởi Omazeo năm 2068. Trận chiến với Zio Trinity của cả ba người là không quá đáng kể khi Omazeo lúc này cũng đã chấp Zio khá nhiều. Và chúng ta sẽ cùng đến với sức mạnh của Tokiwa Sogo ở năm 2018. Hướng sức mạnh sau khi Gay đã bị đánh bại hoàn toàn bởi tên Timekeeper Swap, sự tức giận tột độ đã biến đổi Tokiwa Sogo và chiếc Ziku Driver, đánh dấu ngày Oma được tạo ra. Sau khi Kay bị tên Another DK, hay lúc này chính là Timekeeper Swap, đánh bại hoàn toàn, Zio đã nắm chặt lấy cơ thể của Kay và với sức mạnh tức giận tột độ Ziku Driver của Sogo chuyển hóa thành Oma Driver với hình dạng đặc biệt, một giáp lưng vàng kim với không có bất kỳ chỗ nào để cắm Raiwatch. Bản thân nó chỉ cần kích hoạt và không cần xoay có thể giúp cho Zio trở thành Omazeo. Chứng kiến sức mạnh Omazeo, thứ mà mình muốn nắm giữ, Another DK của Timekeeper Swap đã không chần chừ mà hấp thụ lấy nó. Nhưng tất cả, liệu ngươi có thể hấp thụ đủ hay không? Sức mạnh của ta, sức mạnh của toàn bộ những rider, tất cả những Raiwatch từ những rider khác hấp thụ vào người của Omazeo, một sức mạnh gì đó thật sự quá khác biệt. Mặc dù bị hấp thụ sức mạnh một phần cực kỳ nhiều từ Timekeeper Swap, nhưng Omazeo trong lúc Zio biến hình cũng cho chúng ta thấy sức mạnh vô cùng kinh hoàng. Tất cả những tên trùm được Timekeeper Swap triệu hồi là những tên đã từng chiến thắng những rider ở thế giới của bọn chúng. Mỗi tên sẽ chịu nổi một chiêu của Omazeo, một đấm của anh ấy có thể thổi bay con ác long của Ryuga, tạo nên tất cả những đòn tấn công từ những rider khác. Thậm chí phần kim đồng hồ sau lưng của anh ấy cũng có đang tạo ra một vòng tròn hời không, nhốt kẻ thù cũng như nổ tung hắn trong một chiêu. Tất cả những tên ác quỷ tại thế giới của bọn chúng, những kẻ đã chiến thắng, cũng không chịu nổi một chiêu. Bạn hình dung sức mạnh cơ bản Omazeo là khủng khiếp như thế nào. Đòn Rider Kick của Omazeo bay lên trời, hai chiếc kim đồng hồ sẽ dãnh ngược lên, tạo ra một cú kích cực kỳ mạnh giống như đôi cánh ở sau lưng. Đòn này đã tiễn biệt Timekeeper Swap về với lại suối vàng. Mặc dù có sự hỗ trợ một phần của Tsukuyomi, nhưng dù sao Timekeeper Swap cũng chủ yếu lấy sức mạnh của chính Omazeo, nên chúng ta hơi tưởng tượng nếu không bị hắn hấp thụ, Omazeo cũng mạnh tới như thế nào nữa. Và đó là toàn bộ sức mạnh mà Omazeo đã thể hiện trong series chính. Tất nhiên vẫn còn những sự kiện khác mà Omazeo đã nhúng tay vào, giống như trong movie Overwatcher khi tạo ra chiếc Raiwatch có sức mạnh của Omazeo trao lại cho Zio 2018, hay là màn thể hiện trong phần movie vs DK 7 Zio khác nhau. Nhưng trong những tập phim đó, Omazeo không thể hiện quá nhiều nên mình không đề cập tới trong clip lần này. Mình chỉ đề cập tới trong series chính mà thôi. Và đó là toàn bộ gì mà Omazeo đã từng thể hiện. Các bạn cảm thấy Rider này có xứng đáng với danh hiệu Rider mạnh nhất của thời đại Heisei, hay thậm chí là toàn bộ dòng thời gian của Rider hay không? Hãy comment phía dưới mình nhé. Mình là Rider Don, watching. Bye.